Tổng công ty quản lý bay Việt Nam đã chính thức lập tổ điều tra và đình chỉ các kiểm soát viên không lưu liên quan đến sự việc hai máy bay suýt đối đầu nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, chiều ngày 19 tháng 6, đơn vị nhận được báo cáo sơ bộ của công ty quản lý bay miền Nam về sự việc liên quan đến các chuyến bay HVN-1575, HVN-1557 và VGC-244 tại phân khu 1, Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh có cảnh báo xung đột ngắn hạn. Sau khi hệ thống quản lý không lưu phát hiện tín hiệu cảnh báo, kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh để điều chỉnh quỹ đạo các chuyến bay liên quan, đồng thời các tổ lái cũng thực hiện vòng tránh bảo đảm an toàn cho chuyến bay. Ngay khi sự việc xảy ra, kiếp trực đã báo cáo công ty quản lý bay miền Nam tạm thời đình chỉ các kiểm soát viên không lưu liên quan và tiến hành xác minh sự việc cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.